chục triệu nè cha. 70 triệu nè cha. Của em thì em xài đi, cha không có thiết tha gì nữa đâu. Chị cha cho em hả? Em cảm ơn nha. Tại vì đây là sổ tiết kiệm của chú ba. Thì tiền của chú ba thì... Chú ba! Ở đâu ra? Ở đâu ra mà có 70 triệu? Thì chú ba đóng thuế cho cái anh nghệ sĩ Bảo Lâm gì đó. Vì vừa phun lửa rồi lộn vòng vòng rồi nhảy từ trên lầu nhảy xuống mấy vòng vậy đó. Nên mới được tiền này nè. Trời ơi, nhảy lầu nữa hả? Ờ. Vậy bây giờ chồng của cha ở đâu? Đừng có nói là chồng cha chết rồi nha. Chưa. Chứ đâu rồi? Ở trong bệnh viện á. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối gặp mặt rồi đó. Ngày cuối? Ờ. Trời ơi, ở đâu dắt dắt cha đi gặp chồng cha? Đi. Phải chăng đây là hương hồn của anh về kiếm em? Anh về rồi đây. Anh. Em. Ồ, đụng được hả? Anh đụng được. Chứ em nghĩ sao vậy? Em nghĩ anh chết rồi hả? Con nhỏ này sấn xa sấn sát được chưa? Tầm bảy tầm bạ không à? Nó nói anh là nằm trong bệnh viện hấp hối rồi kêu em vô gặp lần cuối. Con này đơn đặt. Em chỉ nói là hôm nay là ngày cuối xuất viện thôi. Đúng rồi, anh bị bong gân nhẹ thôi hà, chứ không có gì hết trơn á trời. Nhưng mà em yên tâm đi, anh đã kiếm được nửa số tiền rồi đó. Nhưng mà nó nguy hiểm quá à. Anh á, mai mốt không có được giấu em đi đóng thuế nữa nghe chưa. Ở nhà phụ em bán cà phê là đủ rồi. Anh biết rồi. Chồng của em. Ngủ ngộ quá à. Ai như cái ông Lâm kia, đến cả một bức thư tay cũng chả thèm viết. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.